Mình tên là Nguyễn Anh Tuấn. Mình là quán quân của chương trình Thay đổi thể hình BTS. Trước khi cuộc thi Thay đổi thể hình, cơ thể mình không đẹp, rất mập, sức khỏe mình không quá tốt. Có một khoảng thời gian do công việc nên mình không có tập luyện thường xuyên, ăn uống không có kiểm soát nên mình đã tăng cân. Cái sức ì, sức nặng của cơ thể đã làm cho mình cảm giác là mình không có khỏe như trước nữa. Mình mập lên là hơn 90kg. Bạn bè mình chọc cái thân hình tập dữ lắm, tại sao giờ lại để nó sồ ra như vậy. Tham gia cái chương trình này, mình muốn chứng minh mình có thể làm được và mình có thể thay đổi được bản thân mình và cho các đồng nghiệp và các bạn bè mình thấy. Trong cái khoảng thời gian 6 tuần này, mình phải kiêng kem ăn uống về dinh dưỡng rất là kỹ và theo một chế độ tập luyện rất là nghiêm khắc. Tuy là chưa đạt được số ký mình mà mong muốn, nhưng thực tế là mình đã giảm khoảng 18-19 cân. Cũng cảm ơn PT của mình đã đưa ra cho mình cái chế độ tập luyện rất tốt. Thành quả lớn nhất mình đạt được là cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất là nhiều. Sau cuộc thi mình vẫn đi tập đều đặn và mình đang tập tại câu lạc bộ Pico Cộng Hòa. Câu lạc bộ Pico thì các bạn lễ tân rất là vui vẻ và nhiệt tình. Về cơ sở vật chất thì mình cảm thấy rất là tốt. No pain, no gain, các bạn có thể làm được.